Ông xã coi kìa. Gọi ông xã mới nè. Anh về hả anh? Anh về hay gì? Mày kêu chồng là cái gì? Mày nói đi. Trả ba trăm. Má. Má không? Má. Má không? Trời ơi. Hai bên luôn. Hai bên luôn. Chứng trưởng hai nhưng mà bây giờ vợ muốn chồng mà đi với máy xuân của vợ thì chồng đi theo ngoài đi có rẻ hơn, có 130 mà nó đi cũng đâu ba tiêu đi xe ngoài à, vé ngoài có 130 thôi thưa anh, vé ngoài đường Lê Phong nè. Không, ý không được thì cái xe mới đừng có quay tao. Ý anh nói anh không hiểu. Vé ngoài nó có 130 à. Mai Xuân ơi, cái vé ngoài nó có chuẩn bị đi Long Hải á, thứ bảy này á mọi người. Anh mai hơn Trần sẽ mua đồ tắm cho mong cầm với lại vị chất ra ngoài tắm biển bikini rồi chỗ đẹp. Chồng nói với lại mà anh Tuấn Nguyễn đi xe ngoài nó rẻ hơn. Anh ơi, anh đi xe ngoài rẻ hơn anh Tuấn Nguyễn. Có 130 mà tiết kiệm được nhiều lắm. Đặt luôn đi. Đặt luôn thứ bảy đi luôn đi. 10 giờ. Chồng. 10 giờ rước ở đây. Chồng. Mày làm gì mày quay qua cái tao vậy? Thôi quê nó thích thôi thằng chồng. Sao ngộ ghê trời? Ai chỉ máy cũng không cho quay là sao ta? Quay chỉ có mình pha. Thế thì tôi không biết quay cái gì luôn á. Chồng không hiểu, ảnh không thích quay, tôi đừng quay anh nữa. Còn anh có chịu. Với lại cái cơ quan việc làm của anh nó rất là quan trọng, chồng hiểu không? Đỡ công ty nói anh cái là mệt lắm, người ta nói anh ngồi đi ăn chơi nữa, khổ anh lắm. Em nói thiệt á, người ta đã không thích quay thì anh phải hiểu và thông cảm cho anh Tuấn Nguyễn. Vì cái... nói đã hứa 70 cho mày quay thoải mái. Quan trọng lắm anh, lỡ một công ty người ta khiển trách ảnh là mệt lắm. Anh có hiểu không? Hồi qua sao giờ dễ thương, cúc này dễ thương quá, gần 5 giờ cái dễ thương ra trời. Không có tiền đưa bài đến dễ thương đó má. Trời ơi, tự nhiên nói yêu lại không Trần đồ từ lơ đó trời ơi. Cái này là anh hai, giờ, anh hai nói, em nói tẹt ở luôn đi, đừng có rẻ. Em mất trong lòng nữa. Bây giờ á, hồi sáng em có 300 ngàn, là 300 ngàn ở đâu ra, em lãnh giấy số. Dạ thưa anh. Là 300 ngàn đó là em nói thiệt sự luôn, bây giờ em không gạt anh nữa. Là bây giờ thật sự là lát nữa cái tiền đó em phải quay mang trả lại cho đại lý đó. Nó giữ cái chứng minh nhân dân của em rồi. Rồi nó cầm giấy chứng minh. Nó cầm giấy chứng minh nhân dân 300 ngàn để nó mua giấy số nó bán. Bây giờ nó lời 300 ngàn. Mà 300 ngàn đó nó không trả lại cho Hương Trần. Mà bây giờ 300 ngàn đó thì tối nay nó làm gì? Nói. Nó mới nói kìa. Con nói tại vì con không có con không có tiền, con phải đặt nữa cơ. Bây giờ lấy cho mình lại. Đi đó. Tiền lời của nó là 300 ngàn. Nó có bao nhiêu? 300 ngàn nó đi mua bán chế mà lấy con ta cầm hoài mà. Không phải, ý em nói 300 ngàn đó là em phải trả lại cho đại lý, con tiền lời em giữ. Rồi tiền lời là bao nhiêu? Bảy, tiền lời nó hồi nãy nó khoe 300 ngàn. 300 ngàn luôn có vốn. 300 ngàn vốn. Tiền vốn của em còn... còn 45 ngàn còn lại là tiền lời thôi. 45 ngàn thì giờ lấy lỡ 45 ngàn rồi, 200 mấy rồi thiếu lại ngày mai trả. Không có được anh ơi. Ông chạy chúng ta đàng hoàng chứ. Trời đau đầu quá. Hàng bình nó như trời. Nó thiếu con 300 ngàn nó hứa đúng 5 giờ. Mày đau lòng quá trời ơi, không biết nói sao luôn. Giờ lúc này cho con chuột giấy để con đi bị vạ ta bắt anh cho em lấy giấy sao đó, anh lại với đó, anh rồi có nghĩa là vô khách sạn phải có chứng minh nhân dân đưa chứ ra phải không má. Rồi vậy là 10 giờ sáng hả? 10 giờ sáng tới 7 mình đi ra Long Hải sáng rồi, đi mình đi ăn à. Cái đó là 12 giờ rồi. Rồi bắt đầu mình chơi tới chiều tối. Nó biểu là cho tài xế có chỗ ngủ của mình sẽ làm được. Được. Dạ. Phòng khách nó lớn lắm. Không, nhưng mà anh phải lo phòng cho tài xế ngủ đàng hoàng chứ.
chứ mình bao đi đi mình đâu còn cái tài xế nó ok đó. Tao có mấy cái phòng, không đủ mấy phòng những mùa này nữa đâu, ra tài xế thì xế cho ngủ salon đi. Thì người ta anh ngủ ra canh xe đó không. Bữa đó là Hương Trần ngủ chung với Tuấn Nguyễn nha mọi người. Má. Bởi vậy mà anh mà rủ em đi theo là chỗ đó mà ngủ tới giờ. Ngủ với Hương Trần. Thôi. Chỗ đây cho Hương. Chưa cưới mà ngủ à má. Nghĩ sao vậy? Con đâu có dễ dãi đâu. Đúng rồi. Do mày quyết định á, con ngày mai á, quyết định thử con mày có đi hay không. Em, tao đặt xa em, cho mày em luôn. Nói anh nghe, em sẽ thuê xe ông mà lên phòng nếu đi. Em, ôi, con mày gánh muốn lấy xe. Nhưng mà ra ngoài đó, em xin lỗi anh là ra ngoài đó em tự túc, em ở chỗ nhà nghỉ Lửa Hồng quen với em ông ngoài đó luôn. Lên đi Long Hải mà sao con vô được Lửa Hồng. Long Hải làm gì đi Vũng Tàu với mẹ. Ý em nói là, ô, Bà Rịa hả? Long Hải Bà Rịa đó. Thôi Long Hải đi em đi đâu. Ở thì sọt đàng hoàng, có nhà ở đàng hoàng. Để tối qua ngủ ở salon. Thôi khỏi đi. Không đi thôi, đây là Ưng Huệ á. Thôi em đi đâu. Rồi. Không đi thôi mà. Ba đang mắc nợ anh Ưng đó. Biết rồi, nhưng mà vì chồng em á. Cái tiền đó cũng thuộc về em rồi. Trời ơi trời, tiền tôi thuộc về nó. Ngoài đó nè, đồ cạnh nó cánh nước đó. Thành riêng tôi ở mà tôi có ở chung với nhau. Cũng có gặp nhau mà. Thì ra Bà Rịa Vũng Tàu tôi ra luôn nãy tôi liên lạc sao? Nhân tiện đây. Mua 4 một bia đi. Thì liên lạc thì ra ngoài đó. Tại vì có tao với mày, với bà Sơn, với bà Dân, Vịnh. Nhưng mà bây giờ ra ngoài đó thì em muốn cái thằng em ở riêng. Nhưng mà cái tiền thì em lo luôn. Nhưng mà ý nó là ở chỗ nào thì cho em biết gần em hơn. Được chưa? Anh Tuấn Nguyễn á, anh cho đi chung á, thì tự nhiên nói đi mướn riêng. Em muốn tự do. Chi cho tốn tiền. Rồi muốn miếng không? Má. Có nghĩa là cho đi xe khỏi tốn 130. Con không muốn là phiền má, hiểu không? Qua lớp mấy ba lớp bảo vệ đâu chứ không phải dễ vô đâu. Ủa? Nha. Ở trong sâu rồi hả má? Là sọt của ta mà. Ngồi coi nha. Là sọt á, chứ phải ở đâu. Rồi con thích rồi. Ở nhà đi má. Cô ở nhà tôi đi. Sọt nó phải ở khách sạn. Cái nhà của con là trong cái khu resort, người ta gần có 300 mấy hecta được nó má có đi nổi không? Ý rồi chị tôi khỏi nha. Mà đi là mỗi lần có đi là xe điện nó chở không mà má. Em mà có đi em đi ngoài Vũng Tàu đi, em đi chơi một ngày cái sáng chiều về xuống rồi. Ê, nghe đâu nó có chồng ngoài Vũng Tàu á. Lúc có, mà có trước, hai đứa con. Có hai đứa con có chồng ngoài Vũng Tàu. Chắc nó muốn ra Vũng Tàu nó thăm lại chồng cũ của nó hay gì á. Chồng cũ của em là ở quán cơm chay ở ngoài chỗ thành phố Vũng Tàu luôn á. Nó muốn đi chơi con đâu, ý là nó muốn ra thôi thăm chồng nó. Vậy mà nói lời mật không. Em vẫn còn yêu anh nhưng mà... Bỏ tắt đi Hương Trần ơi. Em nha, em năn nỉ luôn á. Bỏ hay không ai biết đâu. Dạ. Em chuyên gia quay xe mà chứ đâu phải... Nhưng mà giờ anh hứa đi. Hứa cũng vậy mà không hứa cũng vậy à. Giờ anh hứa chắc chắn đi, em nói... Trời ơi, cầm đâu cầm dao xuống kìa bà Sơn. Đó, cầm đâu cầm dao xuống kìa. Ôi, sao gây cứng dữ vậy là. Trời ơi, vậy ngồi chuyên gia đi cầm. Gì vậy má? Có làm cái gì đâu trời. Còn má ghê má ơi. Rồi không chịu đi bán vé số. Rồi vậy ai có sẵn đồ này cứ soạn đi nha. Anh đi có ngày đâu cần soạn đâu má. Anh con mang cái bộ đi. Anh em bán hết rồi. À, không lãnh thêm bán nữa hả? Tiền đâu lãnh thêm, trả cho ta hết rồi tiền đâu lãnh thêm, hay quá. Không phải như ngày trước đâu. Lãnh mày là chủ. Qua thực hiện là hứa. Ủa? Không có hứa mà không có giữ hứa. Ủa kia vi thú bài đâu? Chưa lấy, chưa vậy. Giờ chất lấy mở đi rồi đưa nó bán phụ. Má, con nghĩ là giữ chất lại với mấy cái đây. Thứ bảy. Thứ bảy mới đi luôn mà. Hôm nay mới thứ tư à. Ở cái đợt này bà ra biển thì nhớ tắm rồi. Thôi má ơi con đi đâu? Đi tẩm lục báo con có đầu má, đâu có cái má nhận ra hết con thôi à. Bây giờ Hương Trần lên tiếng nè, có nghe lời không?
không đi đâu. Trời ơi tốn tiền. Trời ơi, từ anh chết. Đóng tóc đó, tao mướn tao gà sấy lại với gồm. Em ở nhà em rất ở nhà bán giấy số có tiền không? Hưng Trần đưa thêm nè. Ô cõi anh ơi, mất công anh liệt tính quán với em. Tại em lời hứa không có uy tín rồi em quay xe nữa. Chứ anh giúp người ta được, chẳng lẽ anh quen biết em mà anh giúp em không được, nghĩ sao vậy? Ủa anh nói anh quen biết vậy coi, chứ anh không yêu em hả? Ê, mày đi cho đất ba chưa, bữa nào kéo nhà ông cậu, không nói chèo rồi vậy. Anh cũng chạy dẫn dọc nữa mà. Cái châu đất ba đó là nó nằm ở bên Thủ Đức á, bên chỗ sông Đồng Nai á. Ông má cái này mình ông phải đi má đi xuống dưới cái đò là má muốn nguyên cái chiếc đò luôn. Má ơi, cái đợt này má đi Long Hải rồi, má có nhớ anh Khoa không? Má có mua quà gì cho anh Khoa nè, không má? Kỳ trước á má đi Đà Lạt, má nói một câu này rất là chiều mến em luôn. Nói câu gì mà em nhớ ơn má luôn, dù má không đương nói gì, em. Nói gì. Má rất là thương em, má hỏi Khoa ơi, bây giờ má đi Đà Lạt chơi má mấy ngày nè. Bây giờ con có muốn đi Vũng Tàu chơi không? Thì má Xuân cho con tiền để con đi Vũng Tàu chơi chứ ở nhà thấy con buồn. Giờ đó rồi má Xuân đòi đưa tiền cho em. Em nói con không có lấy đâu má ơi. Thôi để má đi Đà Lạt chơi cho vui đi. Con cảm ơn má vậy thôi. Dạ nói chuyện mà tao muốn xỉu. Tao lên tiền. Rút tiền. Rút buồn nó lấy tôi 300 ngàn. Nó không lấy tiền của má nó còn ghê. Nó không lấy tiền của má nó lấy tiền của tôi 300 ngàn. Bây giờ nó hẹn 5 giờ chiều nay nó trả, rồi cuối cùng nó không trả. Bây giờ nó nói có tiền cho gái có đòi được không? Trời ơi, nói câu nghe hợp lý quá. Giờ không biết sao giờ mà đòi. Giờ có đòi không chất? Theo ý chất rồi có đòi không? Hay cho nó luôn? Mày ơi, đòi gì mày ơi mà. Thôi khỏi, tôi không bán nữa, tôi mới bán hết rồi nội cho. Giờ này bụng anh bự quá vậy. Rồi mông anh rồi kìa. Chứ rồi chứ bán lại con chứ này. Mệt mệt rồi sao uống nó xíu mặt đỏ lên. Ông uống không nổi nữa đó. Đít ngon ghê trời. Má hiểu không? Má hiểu. Ok. Ba chứ. Chứ mới làm lại tóc rồi đó. Tới mộng. Có mộng cầm tới là Khoa đi, mà không có mộng cầm thì Khoa tới đó. Bà làm gì bà ghét nó gì vậy? Nó lại nó ngồi nó tâm sự tôi chứ nó làm gì đâu. Tôi cấm anh đó nha, giỡn mặt cái rồi ha. Nó chửi quá trời chửi không được. Bà ghen hay gì? Không ghen mà bực. Giờ ở chậm quá chị. Có cua có giò tự nó xin nước màu cho bà lên cái màu nó mới đẹp. Trời ơi, màu chi cho hả? Qua lá hẹ má ăn vô cái bụng. Anh nói nhiêu cờ. Bà bầm bụng bầm lầm. Bầm lầm. Bụng nằm. Không ghen mà bật. Biết không anh? Anh nói vậy. Anh này dám qua mực là cái giỡn mặt với tôi á hả? Mẹ anh da trễ lắm. Ăn mà ta chờ giờ 300 ngàn của đó có bà có đợi rồi không? Rồi. Em đợi. Sao không đợi? Tiền của anh mà. Là tiền của em. Nó không trả, không trả. Mày không trả đi là mày qua là anh thấy quần mày biết tao. Mà coi nó làm xấu mày ở bển đó. Chào bà cho người ta còn muốn đưa tiền cho em nữa. Đó mà làm xấu. Ừ. Ấy chưa, ấy chưa. Là sao mà con dám đi Đông Hải đây? Mày ngon mà đi đi. Có má con này á, má giật một cái. Con ăn nhiều. Ghê. Chồng nó nghe kìa, không có nghe con bà. Nó có con trai mà cái gì còn cái đồng gì mẹ. Trời đất ơi. Chưa cắt nó má. Má này. Anh cho bỏ lên. Ủa có thai rồi đẻ đâu má. Đúng à. Sao anh gờ có quà. Mày gờ đi. Thì anh gờ gờ. Ông xã coi kìa. Gờ ông xã mày nè. Anh về hả anh? Anh về hay gì? Mày kêu chồng là cái gì? Mà nói đi. Trả 300
Má. Má không? Má. Má không? Chết rồi, hai bên luôn, hai bên luôn. Hai bên luôn. Chính trưởng hai bên luôn. Nó đi làm hại cho con già. Con biết đó đâu ra chứ. Ở thì nó nuôi. Nuôi cho đi học nó vậy đó. Con này ghê vậy. Cầm nha mày, bạn hiếp con ra ngoài nha mày, lần sau bạn hiếp nữa là mày biết ra tao nha Cầm. Vĩnh lời con. Mày qua đây quên. Qua. Chết hai mẹ con luôn. Qua. Nhỏ rồi cầm mà la cái bể mày nhỉ luôn cầm. Con nói mẹ nghe nè, con nói em nói cho chị nghe nha. Chồng em là chồng em nha. Ờ ẻ quýnh chết. Ghê. Ai, ghê. Con tao lấy trước nha mày. Ghê. Lấy trước mà bỏ người ta. Mày con mà hả? Bây giờ con hả? Tân Trang lại rồi hả? Bắt chồng con tao phải không? Tao kêu người đánh ghen là má nhận ra luôn á. Kêu ra. Chức bên phe nào? Nói tiếng rồi. Phe ông Cầm hay là phe nào? Phe nào phải không? Phe nào mà chức cho bà sổ? Nói. Nói bà đó. Chuyện gì chứ? Nói đi. Nói tao bình tĩnh coi Cầm. Ờ, thấy chưa? Anh Nên. Nè, sổ hai đứa bay vô một. Dạ mặt con. Sợ cháu ai nó bay không nè. Ôi quá mà dám. Ôi Cầm ơi, Cầm ơi, uống tóc mất công quá nắm đầu rồi. Tóc tao dớt chứ mà. Đúng rồi. Trời ơi, pha nó. Theo, pha, theo tóc nè, nó đẹp. Theo nè là xong rồi. Cỡ bài xưng mới quẹt cái giòn á mà thấy nằm đóng. Cỡ con này nó nắm cái đầu á, giật một cái là xuống quẹt rồi. Quẹt cái giòn á, nằm yên liền. Mất công vớt đầu tóc qua nó đẹp con tao. Vô ra mình cái mình té liền á chứ còn con ra này nó mặt ra cái này rồi. Làm gì tối người ta đăng hình lên, người ta gửa hình, người ta dán hết em bốn quần. Ê, sao cùng nó đăng mà giữa ai nhỏ đẹp lên mặt con ai ghép á. À? Con ghép. Hay quá à. Hay quá à. Thôi đừng nghe được mà. Ê, ghép được cả mày. Được. Trời, tối con ghép thân đầu tiên luôn á. Trời ơi. Mạnh vậy mà hả? Đi. Ê, cái đó mà ghép được hả? Con ghép gì chức với nhỏ kia còn được. Cho coi nè. Thôi tao lại mày ghép ra chuồng. Được. Thôi tao lại mày nha, đừng quỷ ta. Nhà tao chửi chết đi luôn. Thôi nè em ghép nâng cái hình nâng coi chưa? Có coi rồi. Ủa ghép sao? Ghép ở tù luôn. Ghép ở tù luôn rồi Hoa. Ủa mày ghép hình sao Hoa ở tù vậy? Nè. Đâu? Đâu mày quá ở tù này. Quay vô ai vậy? Ông nội mấy ông nội. Con đang không có. Lại gần chồng tao tao quýnh. Lại gần chồng tao tao quýnh. Tao ăn hả? Tao có sức tao quýnh này. Ủa mồi chứ gì Cầm thương anh Hưng thiệt hả? Trời. Tao nằm gồng á. Cháo cờ. Đi làm lụng lụng. Sao nó lấy. Chồng nó hơi có nguyện. Đôi. Mà lấy này lấy làm bàn đạp, đập bàn đạp đúng không? À. Trời ơi, đó đi cũng nguyện hả? Bà chức chặt nó sao? Hồi nãy đi á hả, ôm ổng luôn á. Nãy tôi chở bả đi, trời ba ôm tôi cứng nhắc luôn. Mà tôi nói thiệt á, nước nôi rồi trong người tôi nó chảy ra hết luôn. Đúng rồi bạn. Mồ hôi. Nó cũng quảng nó lỡ mồ hôi á. Không, ghét hình trước rồi hả không? Trời ơi, đẹp quá à. Đâu? Trời ơi, cháu này dễ thương, mọi người đâu? Đâu mà, con chứ ơi. Nhỏ mi eo lây á. Ai đồ gì chất á? Mi heo lây là nhỏ này đâu? Nhỏ này nó ở Tiền Giang. Đẹp quá ha. Dễ thương ghê. Để qua cho bà chất đi. Để bữa nào mặc bộ nào đẹp là ba bộ mình chất. Giờ để giờ để giờ để vô ghép gì chất bằng bikini nha. Ôi có lại mày. Đủ trẻ không?